thì thấy ông bà khổ quá đi, rau cháo không có ăn, chỉ ăn rau chuối rồi dây khoai thì chứ thật ra rất là khổ. Nhưng mà tất cả vì con em miền Nam ruột thịt đã bảo dồn ở tất cả lương thực thực phẩm cho chúng tôi, và các anh các chị muốn chia sẻ phần ăn đó cho gia đình nhưng mà gia đình không nhận, tôi tất cả dồn cho chúng tôi. Cái việc đó đó bị thấu tận trong tim gan của tôi cũng như là con em miền Nam tộc ở trên bên Sóc Trăng lúc bấy giờ, đó là những kỷ niệm rất sâu sắc đó. Những cái việc làm đầy tính nhân văn, đầy tính năng đoàn kết, Bắc Nam một nhà, nó thể hiện rất rõ trong những ngày đầu tiên mà chúng tôi lên bên Sầm Sơn. Kính thưa quý vị và các bạn, rất là tình cờ khi mà trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc thì báo Thanh Hóa được đón một vị khách mời đặc biệt, đấy là bác Đỗ Thành Lộc, một người con miền Nam tập kết ra Bắc năm xưa. Năm nay bác đã 79 tuổi và vừa trải qua một hành trình 9 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh ra Thanh Hóa để tham dự lễ kỷ niệm. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện rất là ý nghĩa, giàu cảm xúc của bác về hành trình của mình. Vâng, chào bác ạ. Rất vui khi mà được đón tiếp bác ở tại trụ sở tòa soạn báo, và chúng cháu cũng được biết bác vừa trải qua một hành trình dài nhưng mà không phải là lần đầu tiên từ Nam ra Bắc. Vậy thì cái chuyến đi này với bác thì có ý nghĩa gì đặc biệt hơn những cuộc hành trình trước? Thì tôi rất, bởi vì là cái tin này nó quá đột ngột, tức là năm nay tức là Thanh Hóa và sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày miền Nam tập kết tại bên cái nơi mà 70 năm về trước đã đón tiếp chúng tôi Vâng. như đón tiếp những người thân Vâng. con em của mình từ xa mới về. Vâng. Và 70 năm trước thì ký ức 70 năm trước và về cái ngày đầu tiên mà mình lên tàu tập kết như thế nào, lúc đấy bác bao nhiêu tuổi và cái bối cảnh mà mình phải rời xa miền Nam yêu dấu ra Thanh Hóa thế nào ạ? thì 70 năm về trước tôi mới có 9 tuổi và đi theo, mình tạm gọi là đi theo cái đoàn của thiếu sinh quân, tức là những cái em học sinh được Bác Hồ, được Đảng, được về nhà nước đưa ra một chuẩn bị cho một cái sách lược lâu dài giải phóng miền Nam và kiên thiết Tổ quốc. Sau một cái thời gian lênh đênh ở trên biển cả thì tôi nhớ là sáng hôm đó chúng tôi đã đến bến Sầm Sơn và chiếc tàu Ba Lan, đồng bào đã thuyền biểu ngữ cờ hoa ra đón chúng tôi từ trên tàu Ba Lan về bến Sầm Sơn, và từ đó đó là một cái bước ngoặt cái cuộc đời của chúng tôi cũng như cuộc đời của những đứa con miền Nam xa quê để ra miền Bắc thực hiện một sách lược lâu dài của Đảng, Bác Hồ, của chính phủ chúng ta về để sau này chuẩn bị cho cái cuộc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước cũng như là kiến thiết Tổ quốc chúng ta mai sau. Thì 70 năm về trước tôi đến, thì 7 năm sau, 70 năm sau tôi lại đến Sầm Sơn một lần nữa để mà ôn lại, nhìn lại thời gian 70 năm mà mình đã sống, trong đó có 20 năm là tôi đã sống ở trên đất Bắc. Cái nghĩa tình mà đồng bào miền Bắc đối với chúng tôi nói chung và đồng bào ở tỉnh thành nói riêng thì rất sâu đậm. Kỷ được cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất trong những ngày mà học tập ở trên đất Thanh Hóa với bác, và có con người nào để lại cho bác những ấn tượng sâu đậm, sâu nặng nhất? Rồi, chúng tôi á, bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ lại thì chúng tôi cảm thấy là mình có một cái sự mắc nợ đối với đồng bào miền Bắc nói chung và đồng bào Thanh Hóa nói riêng rất nhiều. Bởi khi á, mà chúng tôi lên bến Sầm Sơn á, là lúc đó bến Sầm Sơn nó hoang vắng lắm, chỉ có phi lao và cát thôi. Nhưng mà bây giờ là bến Sầm Sơn nó là một cái đô thị có thể nó rất là hoành tráng, một đô thị du lịch, nhưng mà nó không làm mất đi những cái cảm xúc mà chúng tôi có được khi nghĩ về 70 năm về trước chúng tôi lên đây. Và
có thể nói là trong ngày đó đã mở màn ra, đã mở ra một cái bước ngoặt cuộc đời cho chúng tôi. Thì theo cái anh chị chúng tôi kể lại, mà chị tôi cũng là một học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, và chị sau này chị học trở thành bác sĩ đấy. Thì chị có nói thế này, chị bảo là hồi đó thì thấy được bà khổ quá đi, rau cháo không có ăn, chỉ ăn rau rồi chuối rồi dây khoai thì thế, chứ thật ra rất là khổ. Nhưng mà tất cả vì con em miền Nam ruột thịt, đồng bào dồn hết tất cả lương thực thực phẩm cho chúng tôi, và các anh các chị muốn chia sẻ cái phần ăn đó cho gia đình, nhưng mà gia đình không nhận, tất cả dồn cho chúng tôi. Thì những cái việc làm đó bị nó thấu tận trong tim gan của tôi, cũng như con em miền Nam trong cái trên bên Sầm Sơn lúc bấy giờ. Đó là những kỷ niệm rất sâu sắc đó. Những cái việc làm đầy tính nhân văn, đầy tinh thần đoàn kết Bắc Nam một nhà, nó thể hiện rất rõ trong những ngày đầu tiên mà chúng tôi lên bên Sầm Sơn. Trong câu chuyện của bác thì cháu rất là hay nghe bác nhắc tới một người thầy giáo đặc biệt, và kể thêm cho độc giả biết về người đấy một chút. Thầy giáo chúng tôi là ghi ơn của thầy rất nhiều. Thầy đó là thầy Lê Ngọc Lập. Thầy đã có một cái cuộc trình, hành trình gần 20 năm theo cái sự nghiệp trồng người. Thầy đã ươm gieo và trồng những hạt giống đỏ miền Nam trên đất Bắc để có thành quả ngày hôm nay. Thầy đã theo chúng tôi suốt cái 20 năm như thế, và thầy cũng ra là cái người mà đưa đứa con miền Nam tập kết ra Bắc, cuối cùng trở về miền Nam để giao lại cho gia đình sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng. 70 năm trước thì khi mà tập kết ra Bắc thì lúc đấy bác mới 9 tuổi. Được. Và 70 năm sau, trong cái chuyến hành trình trở lại nơi đã nuôi dưỡng mình, thì bác đã trải qua hành trình 9 ngày trên một chiếc xe máy. Bác kể lại cái, bác xin kể lại cái hành trình 9 ngày một chút được không? Thì tôi rất háo hức. Vâng. Và lúc nào cũng ở trên cái tinh thần chuẩn bị. Vâng. Và tôi ra Bắc là từ ngày 12 tháng 10. Vâng. Rồi hành trình đó thì có cái là nói gấp gáp thì nó không đâu. Mình sở dĩ mình đến Thanh Hóa nó hơi muộn chút là bởi vì trên đường đi á, mình có lưu lại những cái kỷ niệm. Nhất là cái kỷ niệm đến sau cầu Hiền Lương đó. Thì năm 1974 tôi trở về miền Nam. Lúc đó Quảng Trị đã được giải phóng rồi, do đó chúng tôi đi bằng xe và đi trên chiếc cầu Hiền Lương. Và 70 năm sau thì tôi lại đi qua Hiền Lương trên một chiếc cầu bên cạnh đó, và tôi có chụp rất nhiều. Đó là cái cảm xúc rất là đặc biệt, rất là đặc biệt trong cả một quá trình 70 năm của cuộc đời con người. Và đến Thanh Hóa thì tôi có ghé thầy Lập. Tôi xuất phát từ ngày 12 tháng 10 từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Yeah. Và hôm nay là 27 tháng 10 thì về đến Thanh Hóa. Và được biết là bác di chuyển bằng một phương tiện xe máy, thì bác có thể nói đôi chút về chiếc xe máy mà đã đồng hành cùng với bác. Và cái chiếc xe máy đấy, câu chuyện của chiếc xe máy đấy với lại là bốn hiện vật mà bác trao tặng cho bảo tàng Hà Nội, và bốn hiện vật mà bác được bảo tàng Hà Nội giữ lại để trưng bày và thực tế. Tôi hành trình là hầu hết phải lên bằng xe máy thôi. Thì năm 2010 tôi quyết định hành trình qua 63 tỉnh thành trên cả nước để nhận 63 nắm đất, mình có thể nói là nắm đất thiêng đấy. Thì ở tại Thanh Hóa thì thầy Lê Ngọc Lập đã trao tôi nắm đất của Thanh Hóa, cái ảnh chụp là bên cầu Hoàng Rồng, chụp qua cầu Hoàng Rồng. Thì hiện nay đất của Thanh Hóa cũng đã nằm ở trong cái tấm bản đồ Việt Nam đang được trưng bày ở Hà Nội. Thì đó là cuộc hành trình đầu tiên. Và cuộc hành trình thứ hai, tức là khi mà Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan Hải Dương 981 lên lãnh hải quyền chủ quyền của mình đó, thì tôi cũng như đồng bào cả nước rất bức xúc.
và tôi cũng đã mở một cái cuộc hành trình dài 3 năm, 1 tháng, 4 ngày, ghi nhận được 100.000 chữ ký tiếng nói của đồng bào 54 dân tộc trên mọi miền Tổ quốc để gửi đến đồng bào chiến sĩ nơi hải đảo biên cương, đặc biệt là Trường Sa. Và chuyến hành trình đó tôi kết thúc vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, và đến 2018, ngày đầu tiên sau cái ngày nghỉ Tết dương lịch thì tôi có đến bảo tàng và tặng luôn cái bộ tập 12 bút tích hành trình đó cho bảo tàng, và bảo tàng cũng đề nghị mình tặng luôn chiếc xe máy đó, và bảo tàng cũng tặng lại cho mình chiếc xe mà hiện nay tôi đang đi đó, và một cái sản phẩm vi vật thể cuối cùng mà tôi tặng trong bốn là ca khúc Hà Nội Thủ Đô Vì Hòa Bình. Hát vài câu có thể không hát được đâu. Cái này tôi thành thật xin lỗi. Đọc vài câu về bài hát. Bạc Hồ Gươm vẫn lung linh huyền thoại, giặt đi giặt tan rồi gươm trả lại thần kim quy. Rồi đại khái là mình mở bài bằng cái câu đó. Thêm nữa. Tôi nhớ giặt đi rồi vòng tay rộng mở, Hà Nội âm vang thủ đô vì hòa bình. Có điều gì mà thôi thúc nhất trong cái việc mà thực hiện những cái chuyến hành trình trở lại lần này, nó mang những ý nghĩa riêng gì? Nói chung á, là hành trình của tôi là hành trình của trái tim. Thế mà con người ta sống bằng tình yêu, bằng tình cảm, bằng cái sự chia sẻ, bằng cái nghĩa đồng bào, và trên cơ sở quê hương, tổ quốc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng. Xin chúng cháu xin cảm ơn bác về cái buổi gặp gỡ tình cờ nhưng mà rất là xúc động và giàu ý nghĩa thế này, giúp chúng cháu cảm nhận thêm được tình cảm rất là đặc biệt của những người con miền Nam cách đây 70 năm tập kết ra Bắc.